Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc tập thơ Thuyền cho bé, yêu không cần gọi tên. Bài thơ hôm nay chúng ta đọc có tựa đề là Điều nhỏ bé. Chúng ta hãy bắt đầu thôi nhé. Tìm thấy được niềm vui từ những điều nhỏ bé, ấy là đã chạm khẽ vào tỉnh thức tâm con. Tìm thấy được niềm vui từ điều không mong đợi, ấy là con đã tới. Được minh trí trong con, có vạn sự trên đời đơn sơ và bé nhỏ, nhưng hạnh phúc ở đó nếu tâm con an lành. Bài thơ đến đây đã kết thúc rồi. Để chúc các bạn có một ngày vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp cùng với gia đình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào bài thơ tiếp theo có tựa đề là Hòa bình. Xin chào tất cả các bạn.